Xin chào các bạn nha các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tú Lê Vlog nha các bạn. Hôm nay á mình chia sẻ cho các bạn xem. Mình bữa nay á mình đang chuẩn bị gà này các bạn. Gà này á là mình nấu cháo nha các bạn. Tại vì á có khách đặt á cho nên á mình làm gà để mà mình nấu cháo nè. Khách đặt món gà nấu cháo. Ngon ha các bạn. Con gà tre đó các bạn. Rồi bây giờ mình ý mình hôm nay là muốn chia sẻ đến các bạn là ở nhà công việc của mình là mình bán quán ăn nha các bạn. Hôm nay có khách đặt mấy món rồi cho nên mình mới làm mình chia sẻ lên cho các bạn xem nha. Công việc hàng ngày của mình đó các bạn. Gà này các bạn. Đây cháo nè, khách đặt rồi chút xíu nữa là khách vô nghe các bạn. Bữa nay là khách đặt cháo gà với lại thêm mấy cái món đồ chay nghe các bạn. Rồi chút nữa người ta ăn gì thì người ta có khi thêm nữa nghe các bạn. Giờ trước tiên là làm hai món gì đi. Món ăn chay là đơn giản dễ các bạn, có nhiều món lắm các bạn nhưng mà khách chọn món này. Chút nữa khách ăn thêm thì khách sẽ kêu thêm. Muối ớt mình đâm nè các bạn, mình đâm bằng muối ớt xanh á. Muối ớt này thì ăn với lại gà, còn cái này thì ăn với lại rau sống, chả với lại xúc xích á, hủ thôi thì ăn với rau sống với nước tương nha các bạn. Nhìn ngon ha các bạn. Con gà vàng ôm luôn các bạn, cái này là mình chỉ luộc thôi nha các bạn, chứ mình không có bỏ nghệ bỏ gì nha, mình nấu cháo vậy đó, thấy không? Trong nồi cháo không có màu mè gì hết trơn à, con gà nó vàng vậy đó các bạn. Còn cái này là mình bóp gỏi chuối cây nha các bạn, tùy theo bữa mình bóp gỏi, có bữa thì mình bóp gỏi bằng bắp chuối hoặc là bắp cải. Khách giờ đang vô rồi các bạn. Giờ mình chuẩn bị để đem ra ngoài ngoải nha các bạn. Đem ra bàn. Đó các bạn ơi. Bây giờ mình đã dọn ra xong rồi nè các bạn ơi. Cái món này là món chay nha. Ăn kèm với lại rau sống, với lại nước tương. Còn đây thì muối ớt thì mình ăn chung với lại gà nha các bạn. Có gỏi với là cháo nè. Hôm nay mình dọn bàn. Ở đây là khách của mình nha các bạn. Bữa nay khách của mình đang đợi khách vô nữa. Chứ hai người không có hết món này đâu. Bữa nay tới 6-7 người là khung cảnh quán của mình đó các bạn. Hai người khách vô ngồi gì à. Trước một chút nữa mấy người kia mới vô sau. Xung cảnh quán của mình nè các bạn ơi. Nhìn nó rất là dân dã nha các bạn. Đồng quê. Ở bên kia mình có thêm chỗ ngồi bên bển đó nha các bạn. Nó có con chòi bên đó nữa đó. Rồi với lại ở trước nhà của mình nữa. Khách đang vô nữa. Có khách đang vô nữa. Kìa view quán. À, có khách vô nữa nha các bạn. Bút nó ăn chay. Rồi vô ăn đi được rồi. Đó khung cảnh quán á các bạn. Dừa quá trời dừa luôn nha. Anh chị em mà có uống dừa là có dừa luôn.
trái cây cứ chưa tới giờ nhậu là đi vòng vòng để kiếm trái cây. Các bạn ơi, cái này là khách kêu thêm cái món mắm chua thịt luộc nữa nè nghe các bạn. Chung bàn hồi nãy đó, kêu thêm đó, mình làm để mà mình quay lên cho các bạn xem luôn ha. Ở đây mình đang làm mắm chua thịt luộc, mình luộc thịt đó các bạn. Ở đây mình chuẩn bị rau sống với lại mắm chua luôn rồi nè các bạn ơi. Với lại ở đây thì mình có thêm bánh tráng nè các bạn. Rồi chút xíu nữa mình xắt thịt ra cái nữa là xong đem ra cho khách nha các bạn. Khách vô là người ta kêu từ từ nha. Trước tiên là người ta kêu 1-2 món xong rồi các hồi người ta kêu thêm vài món vậy các bạn. Bữa nay mình nấu luôn bằng bếp củi nha các bạn. Tại mình quay cho các bạn xem cho nên mình nấu bằng bếp củi luôn. Chứ thường thì mình nấu bằng bếp khò không rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, mình đã xắt xong cái thịt luộc rồi nè các bạn. Đó, cái này là ăn chung với lại mắm chua bánh tráng nha các bạn. Nhìn ngon ha các bạn. Các bạn ơi, bây giờ mình đã làm xong mắm chua thịt luộc rồi nè các bạn. Hôm nay video mình chia sẻ đến đây cũng đã dài rồi, mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha các bạn. Bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại video tiếp theo nha các bạn.